Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Cưỡi ngựa một sừng trong quyển 26 của Doraemon. Trời, cậu ấy về đi đâu mất rồi? Sumio ơi! Những nàng tiên tí hon. Xin chào, các cậu có thấy cậu bé nào bay qua đây không? Cảm ơn nha. Nếu không phải bọn mình đang mơ thì đây là đâu nhỉ? Cứu tớ với. Cậu ấy kìa. Để tớ xuống cứu. Nobita, cậu biết bơi rồi à? Ói tôi chết. Ai bảo các cậu nhắc tới chuyện đó lúc này? Kia là. Cảm ơn cô tiên cá nhiều lắm. Trời ơi, không thể thế được. Trên đời này làm gì có nàng tiên cá? Đúng rồi. Chắc đây chỉ là một con robot để coi công tắc của nó ở đâu. Ê đừng! Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy hoảng hốt thế nhỉ? Trời ơi, một con rồng! Cũng chỉ là một con robot thôi. Cậu giỏi thì thử tìm công tắc xem. Trời đất! Sumio sợ quá ngất xỉu rồi kìa. Con rồng kia chớ có làm các vị khách hoảng sợ. Quay trở về hồ nước mô lên. Ôi Doraemon, ai bảo các cậu tự tiện bay một mình cơ? Xin lỗi, công viên chúng tôi quy định không được phép xuống tàu khi đang tham quan. Các cậu đang ở công viên động vật thần thoại của thế kỷ 22 đấy. Ở đây họ tạo ra và nuôi dưỡng rất nhiều loài thú chỉ có trong tưởng tượng. Tạo ra á? Vậy bọn chúng đúng là robot à? Không phải vậy, từ xa xưa con người đã lai tạo được rất nhiều giống mới. Ví dụ như tạo ra loạn nhà từ loạn rừng, cá vàng cảnh từ cá vàng đã sinh. Hiện nay việc can thiệp vào gen di truyền khá đơn giản nên ta có thể tạo ra một loại động vật mới một cách dễ dàng. Ví dụ như người cá được lai tạo từ cá cá nược, các nàng tiên tí hon được tạo ra từ các loài bướm, còn chú ngựa một sừng là sự kết hợp giữa ngựa và sơn dương. Sumeo, cậu tỉnh lại rồi à? Tất cả các loài thú ở đây đều do con người tạo ra đấy. Thấy chưa, tớ đã bảo chúng là robot mà. Tớ sẽ tìm được công tắc cho coi. Ê, không phải vậy đâu. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ, không phải là robot. Thích, tớ không phục khẩu phục. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tập truyện Cưỡi ngựa một sừng trong quyển 26 của Doraemon. Shizuka vẽ đẹp quá. Cũng đẹp đấy, nhưng sao con ngựa này lại có sừng? Đấy là con ngựa một sừng, cậu không biết à? Ha ha, đến con ngựa một sừng cũng không biết. Tớ biết chứ sao không? Thậm chí có một con rất quấn quýt tớ, nó còn cho tớ cưỡi đi vòng vòng nữa cơ. Này, cậu cưỡi nó ở đâu thế? À, cái hôm tớ đến châu Phi du lịch ấy, tớ muốn thử cưỡi nó. Thế thì để tớ bảo Doraemon dẫn cậu đi. Cậu chắc chứ? Dám cá 100 cú đấm không? Cá thì cá, sợ gì? Thực ra mình cóc biết con vật đó sống ở đâu, nhưng đã có cánh cửa thần kỳ rồi. Nobita ơi, ngựa một sừng chỉ là con vật tưởng tượng. Chứ trên thế gian này, cả ở tương lai lẫn trong quá khứ đều không có đâu. À, tí nữa thì tớ quên. Bây giờ Doraemon không có ở nhà. À, các cậu đến chơi à? Xin mời vào. Nó muốn cưỡi con ngựa một sừng trong thần thoại đấy. Dễ thôi. Dễ thôi á? Ê này, ở châu Phi không hề có con ngựa ấy đâu. Tớ biết chứ. Đây là tàu săn động vật. Tiếc là con tàu chỉ có 3 chỗ thôi. Vì thế các cậu phải bốc thăm. À, trúng rồi, tớ trúng rồi. Xui xẻo quá, mình bốc thăm chật mất rồi.
Các cậu nhớ thắt dây an toàn đấy. Xe ra tớ phải được đi. Ấy, dừng lại mau, nó chạy mất rồi. Ồ, đây là đâu thế nhỉ? Ấy, này, lái cho cẩn thận vào chứ. Ờ, các cậu có biết lái đâu? Cậu có sao không? Nguy hiểm, con tàu hỏng nặng rồi. Cảnh ở đây tớ chưa từng thấy bao giờ. Chắc chắn không phải ở châu Phi. Hí hí, a, à, con ngựa một sừng. Trời ơi, nó có thật sao? Không thể như thế được. Tớ hiểu rồi, đây chỉ là một con ngựa nhồi bông để đánh đóng phim thôi. Chắc chắn có người bên trong. Để coi đừng chỉ mê ở đâu. Ủa, sao không có nhỉ? À đúng rồi, tất cả chúng ta đang nằm mơ. Đấy, cậu hãy đấm thật mạnh cho tớ tỉnh lại đi. Tự cậu đòi ăn đấm đấy nhé. Chưa được, tớ vẫn chưa tỉnh. Mạnh nữa đi. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Lá cờ chân lý trong quyển 26 của Doraemon. Làm gì thế Nobita? Không nhanh là trễ học bây giờ. Giáo bước lên chứ. Trễ sao được hả mẹ? Ha ha, giờ học bắt đầu từ đòi tắm hoánh rồi. Sao các bạn đến sớm thế nhỉ? Ờ, sớm thật. Cả lớp nộp bài đi. Nobita, em viết sai tên rồi này. Ơ, em viết đúng mà. Ờ nhỉ, chắc từ điển và sách giáo khoa dạy sai. Đến giờ tan học rồi đấy, thưa thầy. Hình như hôm nay mình được tan học sớm hơn các cậu ạ. Càng tốt chứ sao. Ghé nhà tớ chơi đi. Nhưng tan học tớ phải về nhà ngay, không được la cả. Sao lại không? Cậu là vợ tớ cơ mà. Ừ đúng rồi. Việc đầu tiên là làm bài giúp anh đi. Ơ, sao tớ phải làm bài giúp cậu? Vợ thì phải làm bài cho chồng, đó là chuyện đương nhiên. Vâng, hiểu rồi, em xin lỗi. Nghỉ tê ăn bánh rán nào. Cậu ghét nhất món bánh rán phải không hiểu? Ờ, tớ ghét đặc. Sao lạ vậy ta? Ê, có cái máy bay điều khiển từ xa kìa. Cứ làm tiếp đi nhé. Tớ ra ngoài một lát. Ờ, cậu đi đi. Nó là của tớ. Phải rồi, trả cho tớ chơi nào. Bốp, bây giờ nó lại là của cậu. Ê, cậu làm gì thế chay em? Tên móng nhọn làm tớ bực mình nên phải binh nó. Thế thì ngược đòi quá. Ý cậu là sao? Vì nếu bực mình thì cậu phải để cho nó đấm mới đúng. Ờ nhỉ, tớ nhầm. Nào, tội của cậu không thể tha được. Đánh tớ đi. Đánh vậy làm sao tớ hết bực. Ra tay mạnh nữa vào. Thôi được rồi, tớ tha thứ cho cậu đấy. Lần sau phải chú ý nghe chưa. Ơ nhưng mà mình vẫn thích chưa thấy thoải mái. Tất cả các cậu, đứa nào khiến tớ bực mình lại đây đánh tớ đi nào. Oái, lá cờ của mình. Đứng lại, đò lừa đảo kia. Và câu chuyện Lá cờ chân lý của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.